Em treo ống khói cạnh người ấy, đừng không cần phải cầm. Chào mọi người nhá. Đây, lại tiếp tục lên hàng cho các bác đây. Đấy. Hello. À, mặt này các bác này, cái bầu này thì nó siêu dày luôn. Sâu này, bầu mật đẳng cấp nha. Ui giời, mật nó đóng nó ke lại này này. Mật quá già. Siêu phẩm của em. Vẫn nó chạy kèo hết cả thủ luôn. Wow, trời lạnh hết cả chân luôn. Lạnh quá mọi người. Hôm nay đi quê này không mà đội mũ rồi. Ây. Bốn người bây giờ sẽ chia làm hai hướng, mình với anh Hận một hướng và anh em trên một hướng. Nẹt gâu thôi. Hôm nay trời nó âm u. Này đi nó rắn rất dễ. Thế luôn mọi người nhá. Chúc mọi người xem video của luận của anh em mình vui vẻ nhá. Đây. Hy vọng anh em mình ngày hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Thứ nhất là may mắn là thì tìm được mật để bán cho mọi người. Cái thứ hai nó cũng là tạo cái động lực cho anh em mình để đi. Hôm nay lội nó có nước mà, nên là tốc độ đi nó không được nhanh nữa. Hy vọng được mọi người sẽ luôn đồng hành cùng với những cuộc hành trình đi săn mật ong của anh em mình. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ anh em mình trong thời gian tiếp theo. Thì mọi người mua mật thì cứ liên hệ theo số điện thoại là 0972 345 618. Anh em mình cam kết mật anh em mình xịn chuẩn 100%. Tất cả những vâng ạ, chai mật là do chính tay anh em mình, do chính tay mình cắt và mang về để bán cho mọi người nhé, nên là mọi người yên tâm tuyệt đối 100%. Nói qua về cái tác dụng của mật ong đấy, thì những người nào mà thường xuyên bia rượu hoặc là dạ dày ấy, bia rượu thì nó cũng ảnh hưởng dạ dày mà, thì mỗi sáng mọi người uống một chút sẽ rất là tốt. Còn ở mùa hanh khô mùa đông lạnh đấy thì trẻ nhỏ cũng rất dễ bị ho, thì mỗi sáng nên pha một chút mẹ nước ấm để cho trẻ nhỏ uống ấy, thì cũng rất là tốt. Chính vì thế mà trong mỗi gia đình nên có một chai mật. Đấy, mật thì bên ngoài thị trường có bán là rất là nhiều loại giá, 100, 200, 300, 400. Đấy. Thậm chí là 1-2 triệu cũng có. Thì anh em mình đang bán với giá là 800. Bởi vì là anh em mình tự đi lấy được, không phải qua trung gian, không phải qua bất cứ một cái cầu nào để mà nâng giá cả. Nên anh em mình bán giá rất là ưu đãi. Những nơi bán giá cao hơn ấy, thì chắc là họ phải đi nhập ở chỗ khác, họ không tự tay lấy, phải nhập qua 2-3 cầu ấy. Nên là mọi người mua giá đắt hơn bình thường. Còn bác nào không tin thì cứ đi về đây mấy anh em mình, về đây đi trải nghiệm cùng anh em mình sẽ biết được cái mật anh em mình nó là xịn chuẩn hay không, thì mọi người sẽ biết nhé. Thì bây giờ mình dừng máy để tiếp tục đi ra đến cái chỗ địa điểm mà anh em mình sẽ tìm. Nhưng bây giờ đi ra đấy là xa, khoảng tầm 1-2 cây số cơ. Anh em mình đi bộ. Em có bật lửa chưa? Chưa. Đấy. Bật lửa nó phơi ngoài đi. Đây đây. Cầm em có bật lửa. Cũng đã phải có trường hợp anh ở trên nó rơi khó lên chứ, thì em ở dưới em còn châm được lửa, hiểu chưa?
túi ướt bố. Cái tay ướt thì non trên áo này. Không ý túi ướt. Túi ướt thì không còn chỗ nào để à? Chú cho. Nó nội phát đến đây nữa. Vào nhá. Thế em thì khi nào thì châm? Hay cũng châm luôn? Vì nó anh vừa đi qua nó có hơi rồi, nó đã ra nó soi anh rồi. Nếu nó tấn công thì mới châm nữa, cứ châm đấy rồi, nó châm mới đừng để cháy to. Trông thế nó khó cháy phết nên cứ châm trước. Thì review cho mọi người xem nhá. Từ từ anh nhá. Em tắt mẹ rồi. Em cứ châm bình tĩnh, đây có khói này được không chỗ. Cho bộ anh cái khói này được không? Không lô mọi người. Chụp ngang được kiểu. Cả bộ anh cái khói này được không? Để anh chèo lên. Được khói. Vừa tạm thôi. Ui giời, cái bộ mặt này. Chạy kèo hết rồi. Có lên đây chơi với anh không? Có. Ui giời, cái bộ mặt. Quá vàng. Em phải lên. Thế đâu? Có. Lên thì lên đây để anh tìm chỗ ra thôi. Để cho được. Bắt thế này đi. Nhưng mà không biết trèo kiểu gì bây giờ. Ui giời ơi. Anh nhân kiểu gì ấy? Ui cha mẹ ơi. Đẳng cấp đấy. Wow, xin lỗi mọi người nhé, bởi vì mình vừa tìm vị trí ngồi nên nó nắc néo tí. Tìm được vị trí chưa? Ok chưa? Ôi nhưng mà không được. Quay góc này, quay góc này không đẹp không? Gần quá. Thôi em xuống dưới đi. Xuống dưới á? Ừ. Xuống dưới cầm khó treo với cạnh người á. Em xuống dưới để em... Để cháy nhá, em treo cạnh người á. Vâng. Ở năng mọi người đợi mình tí mình xuống dưới đã nhá. Đấy. Em treo có khói cạnh người ấy, đừng không cần phải cầm. Chào mọi người nhá. Đây, lại tiếp tục lên hàng cho các bác này. Đấy. Hello. Mặt này các bác này, cái bầu này thì nó siêu dày luôn. Sâu này. Bầu mặt đẳng cấp nha. Ui giời, mặt nó đóng nó ke lại này. Mặt quá già. Siêu phẩm của em. Vẫn nó chạy kèo hết cả thủ luôn. Thủ không? Lại một hàng siêu đỉnh nữa nha các bạn nhé. Không ở đây, không bắt thì thôi, bắt còn siêu phẩm đây. Màu mặt khủng hoảng luôn. Ui
Đấy mọi người thấy không? Tổ ong quá đẳng cấp luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu mua cả tổ thì cứ liên hệ với anh em mình nhá. Bán cả tổ luôn. Quá phê. Siêu phẩm, siêu phẩm. Tổ bà sướng nhỉ. Em quay vậy có được không? Em có thể đi hai bên em vòng quanh tổ ong được. Nét căng luôn. Em review vòng quanh tổ ong được. Này mặt con này nó quá đặc luôn. Sao bên kia nó lại bị ngược sáng, đúng mặt trời. Thì em quay một tổ bên này thôi. Mọi người thấy độ khủng của nó rồi. Đấy. Cái màn hình của mình cho góc siêu rộng mà nó còn nó còn gần hết màn hình luôn. Nó làm cho cây đậu bà nha các bác nhé. Cây giống họ Pina. Cây giống như cây bạch đàn nhỉ. Ừ, nó giống lá nó vậy nhưng mà nó quả nó ra giống quả đậu. Đây đây, lá như lá bạch đàn quả đậu. Đậu táo. Quá tuyệt vời mọi người nhé. Quả là một siêu phẩm. Xứng tầm. Xứng tầm siêu phẩm ấy. Đây. Em chụp được hết tổ ong không? Hết luôn. Mọi người đây, đây, xin chào tất cả mọi người nhá. Đây, trên đầu mình nó là một cái tổ ong siêu khổng lồ. Anh Hợi đang ở bên trên nhá và mình ở bên dưới công tác là âm thanh ánh sáng. Có bật trên đây có sóng phát trực tiếp rồi. Ok luôn. Anh xem có sóng không? Có. Trên đây có sóng. Ở ngoài đây thì không có mạng mọi người ạ. Đây có sóng. Ủa trên này hết khói. Khói New Zealand này được không? Được, cái New Zealand này được không? Em vừa có khói là được mà. Có khói đứng riêu là được. Thôi anh làm chắc không phát trực tiếp được. Anh tắt nghiệp nhá. Ok luôn. Bắt đầu làm thôi mọi người ạ. Bởi vì cái tổ này quá khủng mà con nó quá dữ. Anh em mà nâu quá nó hết khói là cũng nguy hiểm. Siêu khủng khiếp. Siêu khủng luôn. Ui dồi, không còn phấn em ơi, còn tí phấn thôi. Tuyệt vời nhá. Lại sướng luôn rồi, mặt này. Tổ này nó khá già nên anh em mình chắc là bỏ sát thôi nhỉ. Bỏ thôi, tổ sâu hết rồi đấy. Sâu hết rồi. Mọi người tổ này sớm muộn nó ăn hết mặt nó đi mà. Này, mọi người thấy hỏng hết rồi. Sớm muộn nó ăn hết nó đi à. Ui dồi, mặt nó chảy xuống dưới chỗ mình. Nó còn đầy mặt đấy, dính mặt đầy. Cái này chốc tính sau đi. Mặt thì nhiều lắm. Mặt nó áp như không bị hiểu nó phê này. Ui dồi, phía dưới luôn. Cái mặt nó bao xuống đến dưới luôn mọi người. Ôi thật chết là mặt nó rơi vào máy quay rồi. Rơi vào máy quay luôn rồi. Ui nó chảy. Ui rơi vào máy quay. Mặt nó chảy hẳn vào máy quay mình. Phấn không đáng kể, em nhìn dưới anh còn có tí thì phấn đấy không? Vâng, có một tí rồi. Phấn này không đáng kể luôn. Cái đoạn này có tí phấn rồi. Phải chỗ này là hơi chói. Chói à? Này có tí phấn, mấy mắt phấn ở đây. Đúng không? Hết phấn chưa? Hết rồi. Anh cứ nhặt gọn cái phấn rồi đi em nhé. Phấn đi một tí. Ôi vẫn còn đấy, hái lên tí nữa. Lên đây hả? Đâu đâu, bên dưới, đấy. Hết chưa? Hết rồi. Còn một theo thôi. Tẹo dưới cung nhỉ? Hái mỏng bên trên đấy. Đấy. Vấn này nó cũng sâu, tổ này nó sắp bỏ sâu đi rồi. Sâu rồi luôn. Tổ nó sắp bỏ đi rồi. Vẫn đang đứng ở đây thôi. Đến đây mình không quay nên nó ngược sáng, nó không đẹp. Nó quá đặc rồi em ạ. Chỗ này còn phấn không? Hết rồi. Anh gọt đấy còn mỏng xuống tí nữa. Xuống. Hết chưa? Vào chỗ đấy vào tí nữa. Hết chưa? Bên kia đấy, vào đấy hái. Vào tí nữa. Nữa. Nữa, bị sâu rồi. Vào nữa. Mỏng phấn nữa. Chỉ có cái đây à? Đây đúng không? Hết chưa? Hết rồi đây. Đấy, hết rồi. Đấy, chỗ sâu đấy, anh vừa thái đấy. Đây hả? Bên dưới rồi. Đấy, xuống. Hết chưa? Rồi, hết rồi. Tuyệt vời. Bỏ cắt phát đến đây á. Bỏ này, cắt phát đến đây. Sâu các bác, bắp đi, nó bẩn mặt nhé.
đặc quánh nhỉ, mật nó đặc nhiên. Ui ong nó bâu đầy chân em. Có gì không? Kẹp. Để nó dễ bùn nó bò lên quần em đấy. Đừng để bò quần này. Rộng thế hết hẳn một phấn chưa? Hết hẳn chưa? Rồi. Hết hẳn chưa? Rồi rồi. Thật sự quái thú tổ ong. Chỗ này nó còn tí nhộng rồi. Ở đâu? Đầu gối xuống. Làm gì có nhộng? À ở cái tầng bé gì? Ở đây. Bé hay chưa làm đấy. Tuyệt vời mọi người ạ. Thế là ngày hôm nay là cũng có siêu phẩm để cho mọi người xem rồi. Hôm nay mình gặp là tổng là 3 tổ, nhưng 3 tổ nhỏ đấy anh em mình không bắt. Mà chắc chắn là cắt 2 túi rồi. Cắt 2 túi, 2 túi lại mới hết được. Yến này nó có đỡ được không? Bỏ trong cái hơn yến này. Bỏ nhiều quá. Vì cái vị trí làm nó treo leo trên cành cây nên là cũng rất là khó xử lý mọi người. Cứ bâu đại. Mũi ra nó lại bâu đại. Thôi chỉ có mũi được phần nào thôi. Hết đâu biết. Ui dồi, không hết tổ ong à. Có hết đâu em. Không hết. Chắc hết ạ. Rồi mặt này anh cho bán nô đỡ đôi. À, mọi người quần nó đậu dưới đây này. Quần nó bung dưới đây luôn. Ui giời ơi. Quay. Ui giời. Ui giời. Cố lên. Wow, rách túi luôn, cầm quá nặng, buộc túi luôn. Được chưa? Rách túi, cầm níu rách túi. Ui, cẩn thận nhá. Ui giời ơi. Một em lên sàn. Lên sàn. Ui giời ơi. Phải hai tay mới đỡ được một tay. Vất vả. Ui, các bác nhìn bầu mặt to. Hơn người bây giờ. Quá kinh khủng luôn này. Đấy. Hơn 10 cân. Hơn chục cân rồi. Có khoảng tầm 13 14 cân. Đó, quân nó bậu xong đây thành một tổ này. Nào đầy tới cổ chúng nó đéo biết thắt được luôn. Không biết thắt được và hỏi được. Mày quá. Ui giời. Quá xa cho em mà có. Ngày hôm nay là có được 2 tổ nữa. Ủa em ơi vỡ hết. Kiểu gì cũng vỡ rồi mà. Vỡ anh. Em chụp mấy giờ là kỷ niệm á. Kiểu gì nó cũng vỡ rồi. Chưa. Không gì đâu, không vào đâu. Mà nồi quá nhỏ sao cái tổ. Em chụp mấy kiểu chưa, vừa chụp chưa? À đón. Dạ. Vừa chụp mấy kiểu chưa? Vừa thì cứ có em trong video rồi. Quan trọng về xem chất lượng như nào. Video bầu mặt nó gì? Bầu mặt tôi từ đầu á. Ui. Bây giờ thành lý nó cái chỗ này còn vẫn ít nữa. Tôi để nó ăn. Chỗ nào còn nhượng nó anh đây. Đấy.
Tổ máy cỡ gần chục lít thôi. Không được to bằng mấy tổ hôm trước nhỉ. Vâng. Tổ hôm trước thì hàng quá khổ quá tải. Không bì rồi. Đấy vừa rơi xuống cũng là mật nữa. Mật đấy nhưng mà thôi. Để lại một ít cho nó. Anh em bắt buộc phải làm sạch sẽ. Cái này chắc anh phải cắt khúc một anh đưa vào. Một cái nào khác nó quá to. Nặng lắm. Không nguồn. Không cần. Cẩn thận. Ấy mọi người thấy chưa? Anh ấy cầm đẫm cả tay luôn, một tạ. Mà con chảy một tạ. Có khó khăn gì nữa. Wow, trời ơi. Ui giời. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Nếu như mà mọi người không xem video này thì chắc là không bao giờ được xem chứng kiến những cái cảnh mà anh em mình đi lấy những siêu phẩm này nhỉ. Bắt ong như này mọi người. Toàn là siêu. Quá là tuyệt vời luôn. Nặng lắm đấy, mấy cân đấy. Còn cục nữa thôi đúng không? Vâng. Cổ lên. Thần nó to quá này. Là cái bổ mật nó cũng rời luôn. Nó nặng. Thì bên dưới anh em một đống ong. Kẽ uống. Kẽ ừ. Ok rồi. Mà khó nhất là làm sao rồi. Ok. Phải bảo đảm người gì rồi đây. Ui, bạn nhiệt nhiệt quá là phê luôn. Thế này chắc em phải cho ba lô em không? Chứ ba lô em dày quá rồi. Anh buộc con đưa xuống em luôn. Bó khổ quá tải. Em cứ treo khó lên, treo đằng sau nâng em được. Em đi lại nó cũng không cắn mà. Em treo luôn ở cái đằng sau nâng em kìa. Hay xuống cái cành đấy được, treo lên. Bẻ cái mấu treo lên. Đấy, để thổi thổi tí khói, riu có tí khói là được. Không sợ gì cả này. Cầm cái nó trơn khó đấy. Cầm nhá. Thôi. Ok luôn. Này mọi người này. Hàng siêu phẩm chưa? Cái sáp này không biết có đeo đèo lên không. Nhẹ mà. Sáp này là có khách đặt anh em mình mới lấy thì nó mới tươi. Chứ không phải tổ nào anh em mình cũng lấy nhá. Thường những tổ nào mà sáp nó còn sáp còn này non ấy, sáp này còn đống vào trong. Sáp nó mà còn non ấy thì anh em mình để lại. Còn sáp này nó già quá rồi. Già xong quá, sâu hết rồi. Cũng sâu rồi. Thời gian nữa là cái tổ ong này nó cũng vào bờ làm hết à. Xong mới tiện là có khách đặt anh em mình mới vặt mới mang theo thôi. Chứ thực ra nặng lắm. Mang vặt đã quá khổ quá tải rồi. Quá mệt rồi. Còn ong bò đúng cái máy của mình mọi người. Vặt nó vào thước phim nó hút. Chân thực. Chắc lại thích xem tivi à? À thích lên tivi. Vặt được không? Rồi. Nói cái đấy em để tạm vào gốc cây á, để gốc cây đấy phải tay đun đấy, để cái khói sát vào gốc cây á. Nó không xuống bùn nó được, để anh xuống anh xử lý cho. Thôi còn tí khói này để ăn thôi em ạ, tôi cũng không lấy nữa. Ui ôi bên này còn cục mật to thế anh bẻ gãy này. Mà bên này còn cả một tảng mật này. Thế à, thế thì cắt thôi. Thôi để nó ăn. Để nó ăn. Này mọi người. Nó ăn nó đi chỗ khác thôi. Cái này cũng già rồi, nó hết rồi mọi người này. Nó cũng cỗi rồi. Nó sâu nhiều lắm rồi. Sâu rồi. Chứ không phải là anh em mình tận diệt nhá. Anh em mình đang cố gắng di chuyển khỏi
cách xa tổ ong đã mọi người ạ. To lắm đây này. Khói nó hơi ít thế nào. Nó đuổi ghê quá. Ủa thôi kìa. Thôi để anh lấy lại cái dây cho, khói không còn nữa. Còn theo em? Chắc hết rồi đấy. Là đoạn xa xa đi ạ. Đấy mọi người, tổ ong nay fail ạ. Những video này nói là kinh điển nhất. Những tổ ong khổng lồ. Vất vả tí nhưng mà nó vui, nó có thành quả và nó có cái động lực để anh em mình quay mọi người. Phải nói là chất lượng. Em treo ban đố chỗ nào cho khoảng. Thôi em đeo lưng luôn. Đeo lưng luôn đó. Nhấc lên nhấc xuống nó mất thời gian. Thế là. Bây giờ mình tháo dây ra. Bảo vệ mỗi cái mặt thôi mọi người. Mỗi cái mặt tiền thôi. À lần sau em có mũ đấy, chẳng cần đội mũ của anh. Cất cả hai cái. Xin chào mọi người nhé. Anh em mình đã di chuyển tới cái nơi an toàn để nghỉ ngơi nước ngon tí. Trên đầu. Đâu không sợ. Giờ không sợ. Qua một bầy yêu quái mấy vạn con nó đi qua anh em mình nhá. Hơi trùng xuống tí. Em hơi cúi hơi xuống tí nữa để anh đỡ vậy đúng không? Để anh tựa vào cái chân anh em kéo quá. Trông thế của chú cũng nặng phết đi. Không, bình thường. Chục cân như mấy, hơn chục cân mọi người. Đây, mũ anh. Thầy chưa. Có đúng không? Con đang anh em mình di chuyển này. Có yêu quái này di chuyển. Mọi người xem thì tuyệt đối đừng bắt trước nhá. Thấy ở gần nhà có tổ ong bắt trước anh em mình cũng tay không vào bắt này là nguy hiểm nhá. Ảnh hưởng đến tính mạng luôn đấy. Nó tấn công thì kinh khủng luôn ạ. Úi giời cái tóc trông xấu nhỉ. Thì clip này xin phép dừng ở đây mọi người nhá. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của anh em mình là chuyên đi săn ong mọi người ạ. Thì anh em mình chào khán giả đi. Xin chào. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Mọi người ở những clip tiếp theo.